L-E-S-S-E-R-A-F-I-M khiến Blackpink tàng hình ở Nhật Bản, đến ban tuyển sinh cũng chịu thua. Mới đây, Billboard Japan Artist 100 đưa ra xếp hạng 10 nghệ sĩ pop quyền lực nhất tại Nhật Bản năm 2024. Ngay sau khi công bố, xếp hạng này gây nên tranh luận rôm rả trong cộng đồng người theo dõi pop. Sở dĩ, Nhật Bản là thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới. Việc nghệ sĩ pop được công nhận tại đây như một niềm vinh dự lớn lao. Trong hơn 30 phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc pop, nhiều công ty giải trí đặt mục tiêu nhật tiến cho gà nhà và đạt được thành công nhất định. Theo xếp hạng từ Billboard Japan, LESSER AFIM là nghệ sĩ quốc quyền lực nhất Nhật Bản 2024, theo sau chính là nhóm nam triệu bản Seventeen. Đây cũng là hai đại diện nam, nữ giữ ngôi vương trong top 10 Billboard Japan Artist 100 chọn ra. Ở vị trí thứ ba là New dung Jungkook là nghệ sĩ solo duy nhất lọt top 5 ở hạng thăng năm. ILLIT dù chỉ mới debut đã được xếp hạng cao, hạng 5, trước cả Twice, tháng 6 và ban tuyển sinh, tháng 9. 10 cái tên được Billboard Japan Artist 100 điểm danh trong top nghệ sĩ pop quyền lực nhất Nhật Bản năm 2024. 1. LESSRAFIM 2. Seventeen 3. New Jean 4. Dung Cúc 5. ILLIT 6. Twice 7. Stray Kids 8. I. 9. Ban tuyển sinh. 10. Treasure. LESSERAFIM -E khiến Blackpink tàng hình ở Nhật Bản, đến ban tuyển sinh cũng chịu thua, hình 3. Bảng xếp hạng của Billboard Japan quy tụ những cái tên nổi bật nhất hiện tại, có fan đường đông đảo và đặc biệt thành công, có sức hút tại Nhật. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này vẫn dấy lên tranh cãi khi top 1 thuộc về LESSERAFIM, nhóm nhạc pop bị ghét nhất hiện tại. Sau Coachella 2024, vấn đề kỹ năng khiến LESSERAFIM bị tẩy chay. Man thể hiện thậm tệ ở đại nhạc hội lớn nhất hành tinh khiến nhóm nữ nhà HIBE bị dân Hàn gọi là nỗi xấu hổ quốc gia. Danh tiếng chạm đáy, fan đừng của LESSERAFIM cũng hao hụt không ít. Dù vậy, năm cô gái vẫn được công nhận là nhóm nhạc quyền lực nhất Nhật Bản khiến dân tình cảm thấy khó hiểu. LESSERAFIM khiến Blackpink tàng hình ở Nhật Bản. Đến ban tuyển sinh cũng chịu thua, hình 4. L E S S R A F I -E M còn vượt cả thứ hạng của Seventeen, nhóm nhạc vừa thu hút gần 150.000 người tham dự hai đêm concert Follow Again tại sân vận động Huyền thoại Nissan. Thời gian qua, Seventeen lên như diều gặp gió, đặc biệt nổi tiếng tại Nhật Bản. Việc Seventeen xếp sau cả L E S S R A F I -E M thực sự khó thuyết phục. Thậm chí, nhóm nữ nhà HBE còn vượt cả Twice pick số 1 của Quartz tại Nhật Bản và đàn anh cùng nhà ban tuyển sinh. Nhóm nhạc toàn cầu chỉ xếp hạng 9, về sau cả ILLIT lẫn New Jean. Dung là thành viên nổi tiếng nhất của ban tuyển sinh tại xứ sở Hoa Anh Đảo. LESSRAFIM khiến Blackpink tàng hình ở Nhật Bản, đến ban tuyển sinh cũng chịu thua, hình 5. Ngoài ra, cái tên đình đám như Blackpink hoàn toàn bị bỏ qua cũng khiến dân tình dấy lên nghi ngại. Dù phá đảo toàn cầu với World Tour Bon Ping lập kỷ lục doanh thu đi vào lịch sử, từng tổ chức concert ở thánh địa Tokyo Dome, bốn cô gái nhà IG vẫn bị ngó lơ, tàng hình trong top nghệ sĩ quyền lực nhất Nhật Bản. Ngoài tranh cãi về kết quả trên, thời gian qua, một thành viên nhóm nữ nhà HIBLESERAFIM cũng gây bức xúc vì bắt chước một đàn chị. Cụ thể, khi tổ chức fan meeting FEARNADA kỷ niệm 2 năm thành lập. Tại đây, năm cô gái mang đến những sân khấu biểu diễn loạt hit của nhóm đồng thời giao lưu cùng fan và ca vờ nhạc các tê, Yên Bối Quốc. Đáng chú ý, thành viên Nhật Kazuha chọn ca vờ bản hit debut của Mita A, BAD Girl, Good Girl làm nổ ra cuộc tranh cãi lớn. L.E.S.S.E.R.A.F.I.M khiến Blackpink tàng hình ở Nhật Bản, đến ban tuyển sinh cũng chịu thua, hình 6. Kazuha tái hiện lại vũ đạo điểm nhấn của BAD Girl, Good Girl trong phần biểu diễn solo của mình nữ idol người nhật khoe vi rùa nhuận sắc trong tạo hình công chúa hơi hướng balletcore vốn xuất thân là vũ công kazuha không quên thêm thắt một vài động tác ballet cho vũ đạo thêm phần ấn tượng không khó để nhận ra kazuha học hỏi biểu cảm và thần thái biểu diễn của suji sẽ không có gì để nói nếu sân khấu này của kazuha không bị fan suji tấn công trên các nền tảng tranh cãi xuất phát từ việc kazuha và hibe bị nghi ngờ dùng danh tiếng suji để media play trước đó Men Dancer nhà LESSR AFIM được biết đến với vi có đôi nét giống với tình đầu quốc dân. LESSR AFIM khiến Blackpink tàng hình ở Nhật Bản, đến ban tuyển sinh cũng chịu thua, hình 7. Đường nét nữ tính, mềm mại cùng hình tượng trong sáng của Kazuha nhiều lần được đặt lên so sánh với đàn chị Suzy. HIBE cũng tích cực tận dụng từ khóa tiểu Suji để push nữ idol người Nhật. Khi chứng kiến Kazuha cover lại bài hát gắn liền với sự nghiệp Mid-A, các fan Suzy đặc biệt tức giận. Một phần lý do đến từ lo ngại Suzy sẽ bị vạ lây khi dính đến nhóm nhạc đàn em đang bị công chúng ghét bỏ. Chưa kể, việc tên T, tê, uổi thần tượng 5 lần 7 lượt bị dùng làm đá lót đường lăng xê cho một idol khác cũng thổi bùng lên làn sóng bất bình.